chào tất cả mọi người. Phước Sửu và Việt Anh đang có mặt tại Phú Quốc, là một thành phố không ngủ. Và một cái siêu phẩm mà Phước Sửu và Việt Anh muốn giới thiệu đến quý anh chị ngày hôm nay, đó là sản phẩm The Fairway Phú Quốc. Và vị trí của Phước Sửu đang đứng là một sự kiện được Vinh sẽ tổ chức để kick off mở bán dự án The Fairway Phú Quốc. Quy tụ lên đến hơn 7.000 nhân viên và chuyên viên kinh doanh bất động sản sẽ tụ họp tại nơi đây với một gọi là event kick off cực kỳ hoành tráng tại Phú Quốc, gọi là lớn nhất tại Phú Quốc. Bây giờ Phước Sửu và Việt Anh sẽ đưa mọi người đi tham quan về thành phố không ngủ, là một thành phố thu nhỏ tại Phú Quốc, gọi là Phú Quốc Unity Center. Sẽ đi xem sự hình thành phát triển những cái tiến độ công trình và đi xem những cái sản phẩm The Fairway Phú Quốc sắp và triển khai mở bán trong thời gian sắp tới nha. Xin chào mọi người, mình là Việt Anh. Như anh Sửu đã đề cập thì lát nữa mình và anh Sửu sẽ cùng dẫn mọi người đi xem tham quan nội khu của khu vực Vinpearl, bao gồm khu Grand World của Vinpearl và những cái khu shop house, và sắp tới là sẽ có khu The Fairway dành cho khu dân cư ngay trong khu Vinpearl này. Phương tiện mà Phước Sửu và Việt Anh cùng đưa mọi người đi xem dự án đó là một chiếc xe điện rất là mini. Và đây là những cái sản phẩm mà thường thường là của Vingroup. Và đây là một thành phố gọi là xanh sạch đẹp, thường thường sẽ sử dụng những sản phẩm xe điện và không dùng, ít hạn chế sử dụng. Vị trí mà Phước Sửu và Việt Anh đang đứng là một trong những sản phẩm mà mình có thể tung ra bán đợt này. Thì Việt Anh có thể chi tiết về cái sản phẩm mà đợt này cho cả nhà biết là cái vị trí mình đang đứng tại nơi đâu về Việt Anh ạ? Sắp tới thì chủ đầu tư họ sẽ mở bán một dự án là The Fairway Phú Quốc. Mục đích của dự án là họ thu hút dân cư về, và sản phẩm của họ là khu căn hộ biển dành cho dân cư với mục đích là ở. Thì đây là cái khu, một trong những tòa trong dự án The Fairway Phú Quốc. Đây gọi là tòa Indochine. Kế bên tòa Indochine thì có tòa Vinham. Windham Garden. Windham Garden. Đây là tòa Windham Garden. Thì ở Windham nó sẽ nằm giữa hai tòa nhà của dự án The Fairway. Bên trái mình là dự án tòa nhà Tropical, và bên phải của Windham là tòa nhà Indochine. Kế bên của tòa nhà Tropical, phía bên trái là tòa nhà Holiday, cũng là tòa Condotel. Vâng, cũng là tòa Holiday, cũng là tòa Condotel của Vingroup. Đây, Việt Anh sẽ di chuyển xe chậm lại để mình xem đây là quang cảnh của dự án The Fairway Phú Quốc với phân khu. Đây là phân khu Tropical phải không? Vâng, đây là tòa Tropical. Rồi, hiện tại mình đang đứng ngay giữa tòa Vinholiday và tòa Windham Garden. Windham Garden phải không? Và vị trí của Việt Anh là một cái bãi đất rất là lớn đã được san lấp mặt bằng, thì nơi đây sẽ cho ra những căn hộ The Fairway Phú Quốc. Thì Việt Anh có thể là chi tiết cho mọi người nắm rõ về thông tin của những căn hộ sắp tới mở bán ở đây được không? Hiện tại mình đang đứng trên một mảnh đất, trong tương lai sẽ là một trong những tòa của dự án The Fairway. Cụ thể hơn đó là tòa Tropical, một tòa nhà mang xu hướng xanh nhiều hơn. Và tòa nhà này sẽ có khoảng 600-700 căn hộ, bao gồm căn hộ studio, căn hộ một phòng ngủ và căn hộ hai phòng ngủ. Thì mục đích của chủ đầu tư họ muốn tạo ra những căn hộ như thế này để thu hút một lượng dân về và biến khu Vinpearl này không phải chỉ là một khu du lịch không, mà là một khu dân cư ở, sinh hoạt và trải nghiệm. Đó là mục tiêu của họ. Một cái tầm view khá đẹp. Theo như Việt Anh thì tầm view này thì mình có thể nhìn về gọi là cái một xô nhạc nước hay không? Và một cái vị trí này có phải là nằm trong quần thể gọi là thành phố không ngủ của Vingroup hay không ạ? View ở khu vực này là nằm hai bên khu Grand World. Khu Grand World là một khu thương mại cũng như khu bao gồm cả nhạc nước và gọi là khu phố về đêm không ngủ của Phú Quốc United Center. Thì tòa nhà The Fairway Phú Quốc nằm ở hai bên, và ở giữa khu Grand World thì ở
một cái tầm với một cái căn hộ ở tầng cao hơn, các bạn sẽ có thể thấy được khu nhà nước, cũng như các bạn cũng có thể thấy được khu biệt thự thấp tầng ở phía bên tay trái và khu vực bờ biển cũng như là đường biển ở phía trước bên tay trái của mình. Một vị trí khá đẹp. Đối với Tropical này thì mình có thể bước bộ xuống là mình có thể là tham gia vào những cái show nhạc nước của chủ đầu tư và tham gia vào những cái gọi là lễ hội ẩm thực, và mình có thể là đi đến những công trình tre và đặc biệt có thể là di chuyển ra cung đường lớn khá gần. Vậy theo như Việt Anh nhận định, đây là một có phải là cái sản phẩm đầu tiên, sản phẩm chiến lược đối với chủ đầu tư tung ra đợt này hay không? Theo mình thì đây đúng thật là một sản phẩm chiến lược của họ, bởi vì rất hiếm một khách hàng hoặc một người bình thường nào họ có thể nghĩ rằng khu Vinpearl này nằm trong khu quần thể United Center của Phú Quốc thì lại có thể trở thành một khu dân cư. Và chủ đầu tư Vingroup họ đã ra một cái chiến lược mà ngay cả một người chuyên viên tư vấn, chuyên viên bán hàng như mình cũng sẽ không thể nào mà hình dung ra được. Tuy nhiên đây cũng là một cái kế hoạch rất là hay của họ để họ nâng tầm khu Phú Quốc United Center của họ lên, cũng như là nâng tầm du lịch của nước nhà. Chắc hẳn những ai quan tâm đến The Fairway Phú Quốc thì sẽ quan tâm đến một chính sách bán hàng cực kỳ khủng mà Vingroup tạo ra trong thời điểm này. Thì Việt Anh có thể chi tiết cho mọi người về cái chính sách được hay không? Theo như Việt Anh, đây là một không phải gọi là chính sách khủng, chính sách gọi là làm kích thích thị trường, phá băng thị trường bất động sản để tạo một cái cơn sốt bất động sản khi mà nghĩ đến The Fairway Phú Quốc. Đúng như anh Sự đã đề cập, tập đoàn Vingroup họ đã rất là mạnh tay, cũng như họ đã đưa ra một cái chiến lược và chính sách gần như không ai có thể tưởng tượng được. Đó chính là họ đưa ra hai chính sách trong vòng 2 ngày hoặc 3 ngày. Chính sách đầu tiên chính là trả trước 10% và sau 4 tới 5 năm sẽ trả tiếp giá trị còn lại của căn hộ. Chính sách thứ hai đó chính là trong vòng 3 năm trả trước 50% và sau 9 năm mới trả tiếp giá trị còn lại của căn hộ. Wow, lần đầu tiên mình thấy mua một bất động sản mà trả hơn 10 năm. Chắc là Phước Sửu chắc cũng là sẽ mua một sản phẩm thôi Việt Anh ạ. Bởi vì với cái chính sách này là quá hấp dẫn luôn. Khi mà mình mua bất động sản này chắc là mình sẽ mua cho con mình luôn. Mình chỉ trả 30% thôi, còn lại là 70% là con mình sẽ tự kiếm tiền và trả và có thể là sử dụng và gọi là thành tài sản riêng của con mình rồi. Đối với những bất động sản mà như gọi là chính sách thanh toán cực kỳ hot này thì rất là nhiều nhà đầu tư sẽ chọn một cái sản phẩm gọi là mua để dành tích góp một tài sản cho chính những đứa con của mình trong gia đình. Vâng, đúng như anh Sửu nói, đây không chỉ là một trong những chính sách đặc biệt nhất từ trước đến nay mà nó còn góp phần cho việc là thúc đẩy lượng dân cư đổ về khu United Center này. Nó không chỉ là biến khu đây thành khu dân cư nữa, mà họ tạo ra một khu trải nghiệm nghỉ dưỡng cho cả hai hoặc ba thế hệ. Nghĩa là các bạn, các anh chị có thể mua và sau khoảng chục năm có thể để cho con cái mình thanh toán cái phần khoản tiền giá trị còn lại đó. Tuy nhiên con cái các bạn lại sở hữu được một cái khu căn hộ trong một cái khu nội khu bao gồm cả bệnh viện và trường học của tập đoàn Vingroup. Đây là những thứ mà mang tính quốc tế và nó sẽ đáp ứng được đầy đủ cũng như là trọn vẹn những nhu cầu về ở, an sinh cũng như là giáo dục cho người dân và trẻ nhỏ. Tuyệt vời, rất là nhiều thông tin, rất là nhiều giá trị, và ngay cả vị trí và những chiến lược bán hàng cực kỳ khủng của Vingroup đã tạo ra rất là nhiều dạng chứ không phải nói đến được Fairway Phú Quốc. Thì bây giờ Việt Anh sẽ chi tiết cho mọi người về cái mức giá bán mà gọi là tất cả mọi người đều có thể sở hữu được nó. Vậy là mức giá như thế nào và có thể sở hữu được những loại hình sản phẩm nào, Việt Anh có thể chi tiết cho mọi người được hay không? Với căn hộ của The Fairway Phú Quốc, các anh chị các bạn chỉ cần bỏ ra trước 10%, tức là 150 triệu, có nghĩa rằng căn hộ sẽ từ 1,5 tỷ. Trong khi đó anh chị chỉ cần bỏ trước 15 triệu cho một booking, có nghĩa đây là một giá trị tài sản có mức hấp dẫn nhất trong ngay khu vực hấp dẫn nhất của Việt Nam mình, cũng như là trong đảo Ngọc Phú Quốc này. Thì với giá trị như thế này, anh chị vừa có thể được thanh toán giãn cũng như sở hữu tài sản có giá trị
dịch vụ và giá trị nội khu đảm bảo vừa đủ tốt cũng như là vừa phục vụ được cái nhu cầu của anh chị. Tuyệt vời, một sản phẩm cực kỳ giá trị nhưng mà mức giá chỉ hơn 1,5 tỷ có thể sở hữu được một bất động sản. Và nơi đây chắc hẳn là một thành phố không ngủ với những gọi là bất động sản cực kỳ hấp dẫn để cho quý anh chị lựa chọn. Tuyệt vời, một sản phẩm gọi là tích hợp tất cả các yếu tố, có thể hỗ trợ cam kết là có thể là đưa vào vận hành cho thuê giống như condotel, nhưng mà một có cái giá trị sử dụng giống như một căn hộ, mình có thể là lưu trú ở lại làm văn phòng nghỉ dưỡng và mình có thể là tự quản lý giống như một cái căn hộ bình thường khi mà mình sở hữu tại Sài Gòn, phải không? Và một cái một bước chân ngàn tiện ích việc anh ạ. Thì khi mà đến với thành phố Phú Quốc Unity Center này thì có những tiện ích gì mà Việt Anh có thể là chi tiết cho mọi người nắm rõ được hay không? Tới đây thì khách hàng có thể là ăn gì, chơi gì? Ngoài những cái căn hộ của mình thì sở hữu những cái kỳ nghỉ hoặc là những cái condotel, hotel nào gọi là bậc nhất tại Phú Quốc? Trong nội khu Phú Quốc United Center, anh chị có thể trải nghiệm việc tác do Vingroup họ đã tạo ra, bao gồm Safari và VinWonder. Hai khu vực đấy chỉ cách The Fairway Phú Quốc hay khu Grand Wonder chỉ khoảng 10 phút đi xe máy điện. Và ngoài ra anh chị cũng có thể chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ để đến được các khu tiện ích, bao gồm các cửa hàng tiện lợi, những hàng quán ngay khu Grand World, và mất khoảng 7 phút đi bộ để đến được bãi biển. Một bãi biển khá là đẹp do tập đoàn Vingroup họ đã cải tạo và họ đã hoàn thiện nó hơn. Một bãi biển mà hầu như không có rác và nó vẫn sẽ giữ được cái nét thô sơ mộc mạc của Phú Quốc. Phước Sửu đã nhiều lần đến Phú Quốc và chắc hẳn đã ai đã từng đến Phú Quốc sẽ đến một cái show là nhạc nước cực kỳ đẹp, cực kỳ bắt mắt và diễn ra hàng đêm tại một cái thành phố không ngủ, là một khu phố chợ đêm. Tất cả những cái tiện ích đầy đủ nơi Bắc đảo này sẽ giúp cho con người sẽ là hòa quyện với thiên nhiên, tận hưởng những giá trị của cuộc sống và đặc biệt đem đến cho một cái bước sống toàn vẹn, một bước chân ngàn tiện ích. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Việt Anh hy vọng rằng những cái thông tin Việt Anh chia sẻ sẽ giúp cho các bạn cũng như là anh chị có thể nắm được kỹ hơn về dự án và có được cái nhiệt huyết để mà sở hữu một trong những sản phẩm vừa nghỉ dưỡng vừa ở cũng như là vừa đầu tư dành cho cả gia đình mình chứ không phải riêng cho việc là kinh doanh không. Và hy vọng rằng những thông tin Việt Anh chia sẻ sẽ giúp cho anh chị nhìn nhận được dự án theo một hướng tốt nhất có thể và lựa chọn được những căn hộ cũng như vị trí phù hợp với lại cái giá trị mình mong muốn. Tạm biệt mọi người.